Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn lập trình C++ căn bản, và trong cái bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn cái tính đa hình ở trong ngôn ngữ C cộng cộng. Tính đa hình, cái từ polymorphism này này, nó có nghĩa là cái tính đa dạng, ok, tức là nhiều dạng. Và ở trong ngôn ngữ C cộng cộng thì polymorphism nó có nghĩa là cái việc gọi đến cái hàm nào đó từ cái class cơ sở, thì nó sẽ dẫn đến là giả sử là trong cái class dẫn xuất chúng ta cũng có một cái hàm cùng tên cùng kiểu trả về như trong cái hàm của cái class cơ sở, thì như vậy thì từ một cái việc gọi hàm đó thì có thể nó dẫn đến là chương trình sẽ không biết là xử lý cái hàm nào, ok, tức là hàm của class cơ sở hay là hàm của class dẫn xuất, bởi vì cả class cơ sở và class dẫn xuất đều có cùng cái hàm cùng kiểu trả về như thế. Thì theo mặc định, chương trình nó sẽ gọi đến cái hàm của cái class cơ sở, và sau đó nếu như ta ép kiểu nó, ok, thì chúng ta có thể thông qua cái class con trỏ của class cơ sở đấy để truy cập đến các thành phần cái hàm trong cái class dẫn xuất. Cụ thể thì mình sẽ minh họa như thế này. Cái việc gán, ok, đầu tiên là chúng ta sẽ có các thông tin khởi tạo, gồm có mấy cái thông tin, đó là tên, địa chỉ, số điện thoại, rồi là lớp, điểm, mã sinh viên. Đầu tiên thì mình sẽ khởi tạo ra một cái đối tượng người thuộc class cơ sở người. Sau đó mình sẽ khởi tạo ra thông tin của class sinh viên, của đối tượng sinh viên thuộc class sinh viên với 6 cái thông tin. Ok, 3 thông tin của class người và thêm 3 thông tin của class sinh viên. Sau đó thì mình sẽ hiển thị thông tin một cách trực tiếp thông qua nDisplay. Và sau đó thì gán địa chỉ của n cho cái con trỏ NPTR thuộc cái con trỏ đối tượng class người. Sau đó thì trỏ đến display để hiển thị thông tin thông qua con trỏ NPTR. Sau đó chúng ta sẽ xuất thông tin của sinh viên thông qua sDisplay. Và sau đó lấy địa chỉ của S để hiển thị ra thông tin của sinh viên thông qua NPTR. Chúng ta muốn là trong cái tính đa hình này ấy, thì thông qua cái con trỏ của cái class dẫn xuất, của class cơ sở để truy cập thông tin của class dẫn xuất, mà không cần phải trực tiếp display từ cái đối tượng của cái class dẫn xuất như thế này, ok. Tức là chúng ta muốn sử dụng cái này thay cho cái này, mà cái này nó thuộc cái class cơ sở, còn thằng này, thằng được gán này này, thì nó lại thuộc cái class dẫn xuất. Như vậy thì cái tính đa hình nó sẽ được sử dụng một cách trọn vẹn như vậy. Bây giờ mình sẽ hiển thị thông tin, và theo mặc định thì cái chương trình này thì chỗ này nó sẽ hiển thị hai thông tin giống hệt nhau, ok, chỗ nDisplay. Và sau khi gán như thế này và hiển thị thì cái thông tin của người này được hiển thị giống hệt nhau. Nhưng mà ở đây thì cái sau khi chúng ta gán như thế này thì nếu như chúng ta không cho phép thực hiện cái chương trình đó là đa hình, thì chúng ta sẽ chỉ có thể truy cập được thông qua cái con trỏ của class người này đến các thành phần của class người, đó là ba cái thông tin này mà thôi, ok. Còn ba cái thông tin trong class sinh viên như thế này này, nó sẽ không được hiển thị ra. Và nếu như muốn hiển thị, chúng ta sẽ phải ép kiểu. Và ép kiểu như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ở trong lúc nữa. Bây giờ thì mình sẽ chạy chương trình cái đã. Và chúng ta sẽ tiến hành so sánh hai cái kết quả này với nhau. Đây. Đây chính là cái kết quả của cái chương trình mà mình vừa mới chạy, vừa mới nói các bạn xong. Tức là hai cái thông tin đây này, xuất trực tiếp thông qua cái đối tượng của class người và xuất thông tin thông qua cái con trỏ NPTR của class người thì giống hệt nhau. Và nó cũng giống hệt như thông tin của cái xuất thông tin của sinh viên thông qua cái con trỏ NPTR của class. Đây là class người. Ok, nãy copy thiếu không sửa. Đây. Như thế này. Đây là chính xác nhất. Ok, đây. Con trỏ của class người cũng có thể truy cập được vào các thành phần của cái class người mà thôi. Ok,
Và bây giờ chúng ta muốn là nó cũng truy cập được vào các thành phần của class sinh viên. Vậy chúng ta sẽ phải tiến hành cho phép ép kiểu nó bằng cách là trong cái định nghĩa class này này, chúng ta thêm cái từ đi chùa. Ok, trong cái class sinh viên chúng ta cũng cho thêm vào. Bởi vì ở trong đây thì chúng ta có class cơ sở và class dẫn xuất đều có hàm display cùng tên cùng kiểu trả về, nhưng mà năng của nó khác nhau. Đây, chức năng của thằng này ở trong class sinh viên là ngoài thông tin của sinh viên của người, nó còn có thông tin của sinh viên, tức là nó hiển thị thông tin khác nhau tùy thuộc vào cái đối tượng. Đây, cái hàm display này nó thì hiển thị ra tên, địa chỉ và số điện thoại thông qua ba cái hàm get này. Và sau khi chúng ta ép kiểu để cho phép cái con trỏ của class cơ sở truy cập đến thông tin của class dẫn xuất. Ok, lúc này thì cái chương trình nó sẽ hiểu như thế này. Tức là trước khi chúng ta thêm cái vi chùa vào cái định cái khai báo hàm nguyên mẫu ở trong cái class cơ sở và class dẫn xuất. Và lưu ý là cái vi chùa chỉ đặt đối với cái hàm mà có cả trong class cơ sở và class dẫn xuất, trong đó thì có cùng kiểu trả về, cùng tên. Ok, có thể cùng lối số nữa. Chỉ áp dụng đối với những hàm như thế mà thôi. Và sau khi chúng ta áp dụng thì trong cái việc viết định nghĩa của hàm thì không cần phải thêm cái này vào làm gì. Ok, chúng ta chỉ cần khai báo nó trong cái hàm nguyên mẫu thôi. Sau đó thì ở trong cái hàm main chúng ta sẽ gọi và gán trực tiếp cái địa chỉ của cái đối tượng thuộc class dẫn xuất cho cái đối tượng con trỏ của cái class cơ sở, và thông qua cái con trỏ class cơ sở để truy cập đến thông tin của class dẫn xuất. Ok, và bây giờ mình sẽ chạy chương trình và sẽ xem là cái kết quả nó như thế nào. Ok, cái này nó chưa update cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ phải xóa bỏ cái thông tin của những file chạy chương trình này đi. Enter. Chỗ này chích đen. Và chỗ này thì chúng ta sẽ chạy lại một cái nữa. Đây. Như vậy thì thông qua cái con trỏ NPTR của class người, chúng ta cũng thể xuất thông tin của sinh viên. Ok, đầy đủ thông tin của sinh viên. Như trước mình đã thực hiện và cũng đã nói rồi ấy, tức là nếu như chúng ta gán như thế này thì nếu như không thực hiện vi chùa thì cái đây vi chùa là cả trong cái class người và class sinh viên định nghĩa. Nếu như không có cái này thì nó sẽ chỉ cái hiển thị ra cái thông tin như thế này. Ok, đây là chỉ có thông tin của class người mà thôi. Nhưng mà sau khi chúng ta vi chùa thì chúng ta hiển thị được thông qua cái con trỏ của class cơ sở có thể hiển thị được cả cái thông tin của class sinh viên. Cái việc này thì nó giống như là nên cái ép kiểu vậy, tức là cho phép chương trình gọi, tức là sử dụng cái nội dung của cái đối tượng đang được gán để gọi hàm, thay vì sử dụng kiểu của cái con trỏ đối tượng đang được sử dụng gọi hàm. Tức là không phải dựa vào cái kiểu của con trỏ mà dựa vào nội dung của con trỏ đang mang để tiến hành thao tác. Ok, và thông tin cụ thể của cái vi chùa này thì làm như thế nào và tại sao lại sử dụng polymorphism, và cái tính đa hình này nó được sử dụng trong kế thừa là vì sao, thì các bạn có thể tham khảo cụ thể ở trong cái cuốn See How to Programming ở chương thứ 13, Object Oriented Programming, và đây chính là tất cả những cái gì các bạn cần. Ok, nó giải thích rất là rõ. Mình chỉ tóm tắt lại ở đây, đó là chúng ta có thể sử dụng cái tính đa hình để thông qua cái con trỏ class cơ sở có thể truy cập được vào thông tin không chỉ của class cơ sở mà của cả class dẫn xuất kế thừa từ cái class cơ sở đó nữa. Và mục đích cuối cùng của mình chỉ là như vậy thôi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.